Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình TQ Tunes. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 19:30 mỗi thứ hai, thứ năm hàng tuần. Và các bạn đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình TQ Tunes. Như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào chuyên mục số 1, những dụng cụ Headstone. Mời các bạn. Đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ đến với hai khẩu con 30 ly và 27 ly. Nếu mà ở đây những khách hàng chúng ta thuộc thế hệ 7X, 6X thì thực chất là không có gì xa lạ, và nó là rất là quen thuộc với những cái khẩu này luôn. Nói một cách chính xác hơn, nó là những cái khẩu tuýp tẩu, gọi là tẩu các bạn, nghe nó gần gũi, nó quen thuộc hơn ha. Một cái dạng tẩu được đến từ Falcon Frank và hàng lưu kho mới tinh chưa sử dụng. Ở đây chúng ta chỉ có hai size 30 ly và 27 ly. Giá giao lưu cho các bạn chỉ có 120.000 một cái. Rất là sốc. Và xin phép nhắc lại ha, đây là những cái khẩu điếu của Falcon Frank đã không còn sản xuất nữa nha các bạn. Đã ngưng sản xuất, và đây là những cái hàng lưu kho mới tinh chưa sử dụng. Cái này mình TQ có số lượng nên cái giá đề xuất cho các bạn cực tốt, chỉ có 120.000 cho một cái điếu của Pháp. Các bạn có thể sưu tầm hoặc là sử dụng vẫn rất là rẻ các bạn, rất rất là rẻ nha. Nhắc lại, những cái này là mới tinh chưa sử dụng, hàng lưu kho. Ưu điểm của những cái điếu này là giúp chúng ta mở ra những vị trí có thể góc sâu, các bạn vẫn có thể đưa vào mở được, vì nó là một cái dạng ống lục giác xuyên suốt và họ gia công kiểu ép uống, như kiểu uống ống các bạn nha, chấn ép bẻ gốc. Và trong quá trình chúng ta sử dụng á, một số cái trước đây mình TQ có bắt gặp một số cái mà các bác các chú đã sử dụng lâu, và sau thời gian lâu rồi thì cái miệng này nó có thể nó bị hỏng hóc hay là nó bị mòn gì đấy, chúng ta có thể cắt, chúng ta mài vào và nó lại như ban đầu các bạn, tại vì nó là một cái ống lục giác xuyên suốt, chứ nó không phải như cái dạng đầu tiếp bình thường, chúng ta chỉ có đoạn ngắn ngắn thôi ha. Nếu mà chúng ta bị hỏng, bị tét thì chúng ta sẽ không thể tái sử dụng được. Ngoài ra thì khi đối với những cái lực lớn, chúng ta có thể đúc những cái tay cong vào để chúng ta gia tăng được cái lực siết cũng như lực mở các bạn. Và với cái size 30 này là những cái con ốc tán chén cổ giữa của xe máy mình á, xe mô tô, xe máy, nhất là những cái xe mà dạng mô tô của Honda đó, thì họ hay dùng cái size ốc tán cổ ở giữa đó là 30 ly là cái size thông dụng. Một số cái bu lông tán, và nói chung Pháp thì họ luôn luôn dùng cái hệ metric thông dụng như Việt Nam chúng ta thôi. Ok, nhắc lại 120.000 cho một cái đồng giá 27 hoặc 30 tùy các bạn lựa chọn, mới tinh chưa sử dụng. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một vài cái chén cước. Ở đây chúng ta có hai cái chén cước inox và một chén cước thau, hai inox và một thau nha các bạn. Giá giao lưu cho các bạn là 100.000 cho một cái chén cước inox này và 180.000 cho cái chén cước thau. Chân ren là 10 ly thông dụng hết nha các bạn, sử dụng cho máy mài cầm tay, mài điện hoặc mài hơi. Nếu mài hơi thì các bạn phải dùng những cái máy mà cút dương đó thì các bạn mới dùng được nha. Còn cái cốt âm thì chúng ta phải dùng những cái chén nó không có ren thì ta mới sử dụng được. 100.000 cho cái chén cước inox và 180.000 cho cái chén cước thau. 180.000 cho chén cước thau. Ok. Cái sợi inox này thì nó vẫn có hít 500 nha các bạn. Tuy nhiên thì nó không có bị rỉ sét trong quá trình chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta có thể bị dính nước này kia nọ thì nó cũng không có rỉ sét như cái dạng cước bình thường, cước mạ đó bình thường, cước thép mà họ mạ bình thường thì nó sẽ bị rỉ sét. Nếu chúng ta để thời gian lâu ngày hoặc là bị độ ẩm, bị nước dính thì nó sẽ bị rỉ sét ha. 100.000 cho cái chén inox và 180.000 cho cái chén thau. Ok. Một cái bộ bánh xe đến từ thương hiệu Atlas. Atlas Made in USA các bạn. Phần khung bánh và phần mặt bích phía trên
nó là inox ha, inox. Cái này không hết 500 nha các bạn. Và nó dùng cái bánh đôi, cái bánh đôi thích hợp cho chúng ta sử dụng trong những cái môi trường gì đó nó tiếp xúc với nước nè. Thì cái bộ bánh này khá là thích hợp. Về kích thước của cái bánh như sau, đường kính của cái bánh xe, đường kính của bánh xe là 76 ly, 76 ly chiều cao từ bánh lên tới mặt bích khoảng 103 ly các bạn, 103 ly. Mặt bích vuông phía trên có đường kính là 98 các bạn, 98 ha. 98 ly. Lỗ bắc bu lông 10 ly. Ok. Một bộ bánh xe của Mỹ made in USA ha, nó có hai cái bằng sáng chế nè. Cái bạc sáng chế nè, thương hiệu Atlas. Bánh đôi. Tải trọng của cái bộ bánh xe này nó khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 300 tới 400 kg thôi các bạn. Vì sao? Vì chúng ta căn cứ vào cái phần bát bánh này nè, nó không quá dày ha. Nhưng mà ưu điểm là chất liệu cái bánh này nó giống như là nhựa phíp nha các bạn ha, nhựa phíp ha. Nó có cái độ cứng ha. Ưu điểm là chúng ta sẽ sử dụng được trong những cái môi trường ẩm nước với cái phần khung bát inox như thế này nha. Bộ bánh xe của Mỹ giao lưu cho các bạn với giá là 650.000. 650.000. 650.000 cho bộ bánh xe Atlas Mỹ. Cả bốn bánh đều xay hết nha các bạn. Bốn bánh đều xay hết ha. Một cái bộ bánh tiếp theo, chúng ta có bộ bánh đến từ Nhật và tình trạng của nó khá là mới các bạn. Trên 90% ha. Các bạn nhìn cái phần cao su trụ của nó và cái phần bánh xe nó còn khá là bóng các bạn. Cũng như là cái đường chỉ giữa bánh này nó còn, nó nói lên cái độ mới của cái bộ bánh xe này ha. Mình cho bằng mã là xe 100. Mặt bích này nó được 100 vuông. Lỗ này, lỗ bu lông khoảng 12 ly. Đường kính bánh khoảng 76 ly ha. Chiều cao từ bánh lên tới mặt bích khoảng 120 các bạn. Và đặc biệt là nó có cái chân trụ để chúng ta đặt lâu đình, lâu ngày cố định á, thì chúng ta sẽ vặn cái chân trụ cao su này xuống để nó đội hỏng cái phần bánh xe lên, nó tránh chúng ta đặt lâu mà cái đồ nặng lâu ngày thì nó sẽ gây biến dạng cái bánh xe của mình đó. Vậy thôi. Ok. Cái phần bát cũng khá là dày nha các bạn. Phần mặt bích này nó dày được gần 5 ly đó các bạn ha. Cũng như phần bát bánh xe dày cũng gần 5 ly ha. 4 ly mấy, gần 5 ly. Ok. Cái bộ bánh xe này thì cái tải trọng nó chắc chắn sẽ hơn cái bộ Mỹ rồi. Tuy nhiên mỗi cái nó sẽ có một cái công năng và cái vị trí công việc nó khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng của chúng ta thôi. Bộ này còn khá là mới ha. Cái bộ này giao lưu cho bạn với giá là 700.000. Cả bốn bánh đều xay hết nha các bạn. Cả bốn bánh đều xay hết. Và có chân đặt cố định. Một cái sản phẩm tiếp theo. Mình đang giới thiệu cái bao xẻng ha. Chứ không phải là đâu, nhưng mà cái xẻng xếp này là của Nhật, nhưng mà cái bao này là của Mỹ ha. Mình để vào mình demo cho các bạn xem thử thôi. Và cái xẻng xếp của Nhật này mình đang bán với giá là 380.000, nó là cuốc xẻng xếp. Còn cái bao này là cái bao của quân đội Mỹ, sản xuất khoảng năm 1970. Date nó là 1970, hàng lưu kho mới tinh, chưa sử dụng, chất liệu là vải bố dày và được mai trần những cái vị trí da ở những cái góc mà tiếp xúc với cái lưỡi xẻng. Thích hợp cho các bạn sưu tầm và sử dụng. Đối với những bạn nào chúng ta đang có xẻng Mỹ mà chúng ta thiếu cái bao thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Những cái nút tán này bằng đồng hết nha các bạn, tán bằng đồng hết. Và cái xẻng xếp chúng ta sẽ cho vào như thế này. Phía sau này nó có cái phần đai đeo, phần móc để móc vào cái dây TB ha. Móc vào dây TB đeo. Ok. Đây là cái đét của nó đây các bạn. Mã đây, cái mã nó đây bạn. Đét 70 nè, 570 ha. 570, những cái chốt tán là bằng đồng hết. Và nhắc lại đây là cái hàng mới lưu kho, chưa có sử dụng, dành cho quân đội Mỹ ha. Quân đội Mỹ. Ok. Thì cái này đúng ra nó chỉ dùng cho cái xẻng xếp thôi các bạn. Cái xẻng xếp thôi là nó fit đẹp. Tuy nhiên thì
Nếu mà các bạn có sẽ cái cuốc sản xếp tương tự như cái của MinterWare đang cầm đây thì chúng ta vẫn có thể tra vào với cái bao này được ha. Nó như thế này, tra vào nó như thế này. Ok. Nhắc lại một cái bao sản xếp của Mỹ mới tinh chưa sử dụng. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 380 ngàn. Và cái sản xếp ở trong giá cũng là 380 ngàn. Chất liệu vải bố khá dày nha các bạn, khá là dày ha. À, hàng lấy từ trong kho, sản xuất năm 70, đến nay mà chưa sử dụng, mới tinh chưa sử dụng. Đây, những cái phần họ mai chằng da để tiếp xúc với những cái cạnh của cái sẻn đó, nó tránh gây hỏng hóc cho cái bao. À, ok. Ngàn cho cái bao. Ở sau nó có hai cái móc gài ha, để móc gì cái dây TP các bạn. À, móc gài và kéo lên như này. À, đưa vào gài khóa xuống. Okay. Tiếp tục chúng ta lại đến với một cái sản phẩm cũng thuộc về quân đội các bạn. Một cây cuốc chim của quân đội mới tinh chưa sử dụng, và cái này size lớn nha các bạn. Size lớn ha. Cái này thuộc về chim này như kiểu chim đại bàng vậy. Đấy. Chiều dài của nó được 92 cm, tổng chiều dài 92 cm, chiều dài của lưỡi cuốc là 54 cm, 54 cm, một đầu nhọn và một đầu nó hơi dẹp một chút xíu ha. Ở trên lưỡi có đóng US đây các bạn, US. US. Cái size của cái lưỡi cuốc này nó nặng khoảng 6 pound ha. Đây là những cái warning, họ yêu cầu sẽ đeo găng tay hay là mắt kính bảo hộ gì đấy khi sử dụng vân vân. Và cán này là cán gỗ hickory zin. Cán hickory zin. Đây là cái phần nhựa họ đệm vào cho cái phần trui cán. Cho nó giúp chúng ta thao tác nó giảm chấn và nó bảo vệ luôn cho cái phần cổ của cái lưỡi cuốc ha. Ok. Đây có mã vạch luôn, mới tinh chưa sử dụng nha các bạn, US ha, hàng quân đội Mỹ nha. Cái này thích hợp cho chúng ta sưu tầm, trưng bày hoặc là sử dụng đều rất là ok, vì chất thép dùng cho quân đội thì phải nói là cực kỳ chất lượng các bạn ha. Cái lưỡi cuốc chim của quân đội Mỹ này giao lưu cho bạn với giá là 1.200.000, 1.200.000 ha. Mới tinh chưa sử dụng nha các bạn, mới tinh chưa sử dụng. Rất là chất lượng, chất lượng đến từ quân đội Mỹ. Một cái đội chữ X khá là mới đến từ thương hiệu Toyota. Toyota. Ưu điểm của cái đội chữ X này là nó có kích thước nó nhỏ gọn và thao tác chúng ta khi nó bung lên thì nó khá là nhanh. À, vì nó thiết kế khung chữ X các bạn. Nhỏ gọn giúp chúng ta cất ở những cái vị trí hẹp nào đấy thì chúng ta cất nó khá là gọn ha. À, thương hiệu Toyota tải trọng nó khoảng 700 kg thôi các bạn, 700 kg thôi. Ok, dùng cho xe con sedan nè. Mới tinh ha, gần như là chưa có sử dụng các bạn. Gần như chưa sử dụng. Ok. Cái đội của Toyota này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000. Cái khung thép của nó khá là dày nha các bạn, khung thép mạ kẽm của nó khá là dày nha. Độ dày của nó lên tới 4 ly. 4 ly. 450.000 thôi. Rất là nhỏ gọn.
Nước mạ kẽm của nó còn sáng đẹp ha, trục vít me còn nguyên mỡ bò của nhà sản xuất, chưa có bị quá tải, chưa có, gần như chưa sử dụng luôn rồi, quá tải gì. Đây, khi mà hạ thấp xuống thì nó rất là gọn, chúng ta có thể cất vào vị trí đây, các bạn thấy không, nhỏ gọn thôi. Cái ưu điểm của nó là rất là nhỏ gọn, đút cho những cái gầm góc kẹt gì đấy rất là phù hợp. Ok, 450.000 cho cái đội chữ X của Toyota. Một cái cảo, một cái cảo ba chân các bạn, cảo bu ly ba chân ha, thương hiệu Junior, hàng châu Âu các bạn. Tình trạng vít me của nó là còn rất là đẹp, chưa có bị cấn một cái vết nào hết nha, chưa bị cấn một cái vết nào hết. Và phần đầu cạnh các bạn nhìn nè, còn rất là bén sắc cạnh ha, vuông thành. Ok, chiều dài của cái vít me này nó được khoảng 33-34 cm nha các bạn, chiều dài càng 30 cm, và tăng chỉnh được hai cấp ha, tăng chỉnh được hai cấp. Cảo bu ly ba chân, cái đầu chống tâm của nó đây, đầu chống tâm nó có cái, có cái độ rơi nhẹ nhẹ các bạn, đầu sống mà, đầu chống tâm nó đầu sống để có thể chúng ta lấy tâm nó dễ dàng hơn. Răng nhuyễn ha, giúp chúng ta thao tác nó nhẹ nhàng, đỡ tốn lực hơn ha. Răng cực nhuyễn đúng rồi. Ok, cái cảo ba chân của Junior này giao lưu cho các bạn là 1.800.000, 1.800.000. Nha. Ok, khá là đẹp ha, đầu chân của nó còn đẹp hết ha, chưa có bị cấn dập gì hết, đầu một cây mỏ lít kìm. Đó, mình gọi cái tên nó là mỏ lít kìm nhưng mà không biết có cái chính xác hay không, nhưng mà mình gọi theo cái công năng của nó các bạn. Thì nó là một cái kềm mỏ quạ, nhưng mà chúng ta thao tác điều chỉnh ren được như là một cái cây mỏ lết ha, nên mình tiêu tạm gọi nó là cái mỏ lết kềm. Và cái cây này nó có cái miệng cong phía trên và miệng thẳng phía dưới, giúp chúng ta thao tác kẹp những cái đồ có hình trụ tròn hoặc là những cái mặt phẳng, thì chúng ta kẹp ở cái mép ngoài thế này, rất là đa dụng và rất là linh hoạt. Khi chúng ta điều chỉnh nó rất là nhanh các bạn, điều chỉnh cái size rất là nhanh, có thể fix size, và cái lực kẹp nó cũng tương đối lớn cho cái phần tay cầm nó dài. Chiều dài của cái cây kèm, cây mỏ lết kèm này là nó được 32 cm, thương hiệu của nó đây các bạn ha, Pastorino, một cái thương hiệu đến từ Italia. Và nhắc lại là tình trạng của cái cây này là hàng lưu kho, mới tinh chưa sử dụng đó các bạn, mới tinh chưa sử dụng nha. Ok, miệng nó chúng ta có thể mở ra được như thế này, nước sơn tĩnh điện màu đỏ nha, sơn tĩnh điện màu đỏ, hàng lưu kho, mới tinh chưa sử dụng. Đây, miệng răng lúc về thì trên những cái hàm này nó còn cả cái nước sơn luôn nha các bạn, nhưng mà do nó dính rỉ trên cái hàm thì buộc lòng mình tiêu phải vệ sinh, phải đánh sạch những cái lớp rỉ đi để trước khi mình phun cái dầu bảo quản vào, thì chúng ta phải vệ sinh đi. Và cái dạng này nó cho phép chúng ta thao tác nhanh như thế này để chúng ta fix size với những cái phôi mà chúng ta cần kẹp đó. Cái hàm nó kẹp rãnh âm dương luôn các bạn, kẹp rãnh âm dương, lực kẹp rất là chắc chắn, mà lực kẹp rất là chắc chắn. Độ dày của hàm của nó là được tới gần 12 ly ha, gần 12 ly ha. Pastorino. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 400.000 nha. 400.000. Cái dạng mỏ lết kèm này, nếu mà các bạn nào chúng ta sử dụng quen, thuần thục với các cái tính năng của nó rồi, thì phải nói là rất là cơ động, rất là linh hoạt trong nhiều tình huống, trường hợp xử lý ha. Thao tác nhanh. Và kẹp fix size, lực kẹp lớn. Ok,
thương hiệu đến từ Italia, giá 400.000. Tiếp tục chúng ta đến với một cái cảo buli dạng hai càng các bạn, buli hai càng ha. Tình trạng cái cảo này cũng khá là mới luôn nha, khá là mới luôn. Thương hiệu Blue Boy, anh em nhà Snap-on Mỹ đó các bạn nha. Size càng của nó là 200mm, tức là 8 inch ha. Chiều dài vít me nó gần như mới luôn các bạn, còn đen thui luôn. Chiều dài vít me là 32, không tính cái đầu chống tâm này ha, vẫn là cái đầu sống rồi, đầu chấm tâm nó đầu sống ha. Càng 200 này nó dính dơ thôi rồi nè, nước mạ còn đẹp ha. Một vài cái điểm bong bong nước mạ nhẹ nhẹ ngay chóp đầu đây, độ mới khá cao, vết me không có một cái vết gì hết ha, không có bị cấn dập gì hết. Trên cái phần đầu này cũng vậy, không có bị cấn dập gì hết. Ok, size 200, chiều dài càng của nó 30 cm và cũng là tăng chỉnh hai cấp ha, tăng chỉnh hai cấp. Ok, cái cảo buli hai càng của Blue Boy giao lưu cho các bạn với giá là 1.500.000. 1.500.000 cho cái cảo buli hai chân của Blue Point. Đấy, rất là mới nha các bạn, rất là mới ha. Tiếp tục chúng ta đến với một cái ống bơm được sử dụng cho quân đội Mỹ nha các bạn. Nó có US bạc ở đây. Và tình trạng cái ống bơm này là mới tinh chưa sử dụng, mới tinh chưa sử dụng. Hàng lưu kho, mới tinh chưa sử dụng. Chiều dài của phần thân ống bơm là 28,5. Đường kính của cái ống bơm là 65mm. Đầu có ren ha. Và nó thiếu cái phần dây bơm các bạn. Cái này về chúng ta chỉ mua cái phần ren gặn đuôi chuột rồi ta bằng vào và chúng ta cắm ống là chúng ta bơm được thôi. Tình trạng hoạt động tốt ha. Mới tinh chưa sử dụng mà. Của Mỹ nha. Cái ống bơm của Mỹ này sử dụng cho quân đội Mỹ nha các bạn. Giao lưu cho bạn với giá là 150.000. Cái này thì mình có số lượng nha các bạn. Và vì chính vì có số lượng nên giá thành cực tốt cho các bạn. Chúng ta có nhu cầu sử dụng 150.000 cho cái ống bơm của Mỹ. Giá còn rẻ hơn cả ống bơm của Nhật các bạn. Và lưu ý nó là hàng sử dụng cho quân đội Mỹ ha, nó có bạc US bạc đây các bạn. Bạc number ha, quân đội Mỹ. Mới tinh chưa sử dụng nha. Mới tinh chưa sử dụng. Ok. Trên đây họ có ghi các bạn. Piston cần giữ cho piston không có dầu. Ok. Phần đầu ren này là nó có ren trong và ren ngoài luôn. Cái lưng ren ngoài của nó khoảng 12 ly 7. Cái này chúng ta mua những cái đầu chuyển xài hơi đó, chuyển đưa qua cái đuôi chuột, chúng ta nhét cắm ống đuôi chuột là chúng ta có thể bơm được rồi. Mua những cái đầu bơm bánh xe ông xe máy mình đó, cắm vào mình bơm kính rất là kính rồi. 150.000 cho cái ống bơm của Mỹ và quân đội Mỹ. Một cái thùng gỗ dê tháo từ máy những cái máy móc linh kiện của Nhật. Và tổng trọng lượng luôn cả cái thùng này là nó khoảng tầm 12kg nha các bạn, 12kg. Và trong đây nó có rất là nhiều size từ bé cho tới lớn. Và nó đa phần là của Nhật, của Mỹ, của Anh. Đây, những cái cổ dê của Anh, Nhật, Mỹ, linh tinh vân vân. Một vài cái đầu nối hơi nữa các bạn. Nói chung là thập cẩm, một số cái của Nhật còn trong bao. Mới tinh chưa sử dụng đây. Một số cái thì nó là hàng tháo từ máy ra mà, lớn nhỏ đủ các kiểu hết. Nói chung là các bạn mua một thùng này thì chúng ta xài rất là thoải mái đây, rất là đã đây ha. Các bạn về chúng ta dùng cho ống hơi, ống nước, khí rồi vân vân. Rất là nhiều cổ dê và đa số là cổ dê xịn hết không ạ. Nhỏ thôi nhưng mà chất lượng ha, của Anh nè, của Mỹ. Một số cái của Canada nữa, vân vân. Nhắc lại tổng trọng lượng của thùng này khoảng 12kg và giao lưu cho bạn với giá là 2 triệu cho cả cái thùng này. 2 triệu.
Khi mình giao là mình chỉ việc là bịch cái thùng này lại, là giao cả cái sọt nhựa này cho các bạn luôn nha. 2 triệu cả cái thùng cổ dê này. Nhắc lại tổng trọng lượng nó khoảng 12 kg nha. Giao lưu 2 triệu. Chưa bao gồm phí ship nha các bạn. Mua một thùng này là thầy thiên thu luôn á. Một cái dụng cụ xoắn dây. Xoắn dây. Một cái dụng cụ dùng để xoắn dây cho các bác dùng ứng dụng trong xây dựng đó, chiều dài nó khoảng 20 cm nha các bạn. Thương hiệu Nice đẹp á. À, này là chắc là nó thép mạ chrome thôi các bạn. Thép mạ chrome thôi. Thép mạ chrome, tình trạng là mới tinh chưa sử dụng nha. Mới tinh chưa sử dụng. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 150 ngàn ha. 150 ngàn. Cái xoắn dây thép thì chúng ta ứng dụng khá là nhiều trong nhiều cái trường hợp ha. Ở nhà mình cuộn dây vậy, mình gập đôi cái dây thép lại, đưa cái đầu móc này ta xoắn, nó sẽ siết rút rất là ngon các bạn, rất là ngon. Phía sau đuôi còn có cái móc treo nữa ha, cái móc treo khá là gọn rồi. 150 ngàn cho cái dụng cụ xoắn dây. Một cây dao cắt ống của Mỹ thương hiệu Rigic, tình trạng bốn lưỡi dao đã được vệ sinh kiểm tra, hoạt động tốt, sơn zin 100%, và phạm vi cắt của cái dao này từ 3/4 cho tới 2 inch. Cái tem full guarantee họ còn dán đây các bạn, Rigic 3/4 cho tới 2 inch. Bốn lưỡi dao đã được kiểm tra ha, không có bị cấn mẻ gì hết. Hoạt động tốt hết rồi. Ok. Cái dao cắt ống Rigic của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 500 ngàn. 500k. Nhắc lại một cái dao cắt ống 4 lưỡi dao của Rigic cắt từ 3/4 inch cho tới 2 inch. Khoảng 50 ly. Tối đa nó khoảng 50 ly. 500 ngàn, hoạt động tốt. Một cây mỏ lết xích. Một cây mỏ lết xích thương hiệu Record của Anh các bạn. Và phạm vi hoạt động của nó từ 1/4 cho tới 1/2 inch. Và chúng ta dùng được 4 cạnh các bạn, 4 cạnh ha. Khi mà các bạn dùng những cái cạnh này nó hỏng hóc trong quá trình mà chúng ta sử dụng lâu ngày, nó hỏng hóc rồi thì chúng ta có thể tháo hai cái tán này ra, ta xoay xoay cái đầu qua lại. Sử dụng được hai đầu, tổng cộng là 4 mặt thao tác đây. Và đối với những cái cây dạng mở ống xích như thế này, một lớp xích như thế này, thì cái con này nó làm cái đuôi dạng đuôi chuột các bạn, để chúng ta có thể đút ống tiếp vào, gia tăng cái cánh tay đòn bẩy để chúng ta tăng cái lực siết mở cho nó hiệu quả hơn. Ok. Tình trạng sơn zin và còn khá là đẹp nha các bạn. Tất cả các cái răng này mình đã kiểm tra rồi, không có bị cấn mẻ hay là hỏng hóc hư hỏng bất kỳ một cái răng nào hết nha. Sơn zin 100% nha. Cái cây mỏ lết xích của anh này giao lưu cho các bạn với giá là 800 ngàn. 800 ngàn. Chúng ta sử dụng được 4 cạnh của nó luôn nha các bạn. Mua một mà được tới 4 là cái tuổi thọ sử dụng của nó rất là lâu, lâu dài. Okay. 800 ngàn cho cây mỏ lết xích của Record Made in England. Một cây búa bi của hãng Osaka Tango, của nó chữ OT, nhìn nó rất giống một cái thương hiệu của Mỹ cổ điển các bạn. Và tình trạng cái búa bi này là mới tinh chưa sử dụng nha, mới tinh chưa sử dụng nha các bạn. Cán zin đầu bi nè các bạn, độ mới nó còn ha, khá là cao. Mới tinh chưa sử dụng mà size số 2 ha. Cây búa bi của Nhật này giao lưu cho bạn với giá là 180 ngàn, mới tinh chưa sử dụng rồi, cán gỗ cổ điển nha, 180 ngàn. Chiều dài của nó được 36 cm, đầu bi trọng lượng nó là đường kính mà mặt đóng là 40, đầu bi đường kính lớn nhất của đầu bi là 34 ly, mới tinh chưa sử dụng rồi ha, khá đẹp.
cán tem là còn đầy đủ hết, 180.000. Chỉ có một cây duy nhất nha. Sạc cây đuôi chuột thì hiện tại mình cũng còn vài cây thôi nha các bạn. Tình trạng là mới tinh chưa sử dụng và giá vẫn là 180.000 cho cái sạc cây đuôi chuột với dài 39 cm, mới tinh chưa sử dụng nha các bạn. 180.000, 180.000 cho cái cây bẫy đuôi chuột. Một cây kéo, một cây kéo dài 300 mm của Nhật, tình trạng cũng là mới tinh chưa sử dụng các bạn. Còn nguyên bao ha, chiều dài là 300 mm. Dạng kéo một cái kiểu dạng kéo như kéo cắt tôn nha. 31,5. Hiệu lò đây các bạn. Hiệu lò. Ok. Lưỡi đây. Dạng rèn thủ công các bạn, không có dạng kéo rèn thủ công ha. Có hiệu lò, có bao. Ok. Chiều dài lưỡi, chiều dài phần lưỡi thôi thì nó được khoảng 9,5. 95 ly. 95 ly. Khá là sắc ha. Rất là sắc các bạn. Nhẹ nhàng, mới tinh chưa sử dụng mà. Ok. Cái kéo này Zalo cho bạn với giá là 200.000. 200.000. $200k cho cái kéo thủ công của Nhật. Một cái dạng kéo cắt tôn. Này nếu mà cắt tôn mỏng thôi mà, chứ cắt tôn dày cái lực nó không, mình thấy nó không ok lắm ha. Cái Eto của Erong, dạng hít mặt bàn các bạn, đế cao su ha, đế cao su như kiểu như cái dạng hít kính đó. Thân nhôm và hàm thép, thương hiệu Erong. Erong. Kích thước độ rộng hàm được 64 ly, 64 ly. Độ mở tối đa khi vít me và thanh dẫn hướng nó bằng mặt này thì nó được khoảng 50 ly các bạn, 50 ly. Trên hàm có những cái rãnh để chúng ta kẹp những cái phôi dạng ống trụ này kia ha. Cả hai bên họ đều phay những cái rãnh các bạn. Và độ đẹp của cái bộ hàm thì nó đánh giá còn khá là đẹp. Những cái thân dẫn hướng khá là to nha các bạn. Tới 12,5 ly. Vít me của nó là được 12 ly. 2 ly. Thao tác nhẹ nhàng. Thích hợp cho các bạn chuyên làm đồ nhỏ đó ha, kẹp những cái phôi nhỏ gọn. Rất là xinh xắn dễ thương, thương hiệu Erong của Nhật các bạn. Đây có chữ sao băng ở đây các bạn. Sao băng đúc nổi luôn. Ok. Thao tác nhẹ nhàng. Cái tô của Erong này Zalo cho bạn với giá là 500.000. $500k cho cái tô nhôm của Erong sao băng. Tiếp tục chúng ta đến với một cái kèm bóp cốt điện. Cái này nó có 1, 2, 3, 4, 4 size các bạn. Các size cốt trên hàm được đánh dấu theo ký tự chữ tiếng Nhật hết ha. AK-17 ha. Thương hiệu Lobster, hàng chuẩn Nhật các bạn. Tiểu, trung, đại. Ok. Hoạt động tốt hết ha. Cái này chuyên dùng để bấm cốt điện, cốt trần á. Những cái cốt như trên hình mình đưa cho các bạn tham khảo nè. Họ cũng đánh dấu theo cái mẫu tự này. Cái kèm bóp cốt của Lobster này vẫn giao lưu cho các bạn với giá là 300.000 ha. 300.000. 31 cm nha các bạn. 31 cm. Lobster ha. Hoạt động tốt hết nha các bạn. Ok. 300.000 cho cái kèm bóp cốt của Lobster. Một cái bộ chân chống rung cho máy móc thiết bị những cái đồ hạng nặng các bạn. Và tình trạng còn khá là đẹp ha. Phần đệm cao su phía dưới của nó còn khá là đẹp ha, không có bị nứt vỡ gì hết nha các bạn.
Okay. Phía trên này nó xài cây bu lông 18 18 ly cơ. Ở đây nó xài cái con bu lông rang 18 ly nha các bạn. 18 ly ha. Phía trên này là cái phần lóc kê là nó 12 ly, 12 ly. Ở dưới đây là 18 ly. Okay. Đường kính của cái mỗi cái chân đệm cao su này là nó được khoảng 10 16 rưỡi nha các bạn. 16 rưỡi. Phần cao su phía trong đường kính nó có đường kính là 11 rưỡi ha, 11 rưỡi. Phần lưng ngoài của nó là 16 rưỡi nha. 6 rưỡi. Sơn zin màu vàng. Khá là đẹp. Tổng trọng lượng của bốn cái chân này là 10 kg các bạn. Một cái này nặng 2 kg rưỡi ha. Bốn cái chân này là 10 kg. Cái bộ này giao lưu cho các bạn với giá là 800 ngàn. Thích hợp cho chúng ta kê những cái máy móc thiết bị lớn để giảm rung, chống rung. Rất là vững chắc các bạn. Rất là vững chắc. Ok, 800 ngàn cho cái bộ chân. Trọng lượng 10 kg nha các bạn. 10 kg. Một cái mồi gió đá tình trạng là mới tinh chưa sử dụng. Made in Japan. Made in Japan. Rock ha. Cái này chúng ta xài hết cái đá lửa rồi thì chúng ta thay ở đây các bạn. Cho viên đá lửa vào đây. Ok. Gài cái này lại. Và ok, rất là đơn giản. Mới tinh chưa sử dụng. Cái mồi gió đá của Nhật này giao lưu cho bạn giá 150 ngàn ha. Made in Japan. 150 ngàn cho cái dụng cụ mồi gió đá. Hết đá. Ok. Một cái súng bơm mở của Yamada và tình trạng cũng là mới tinh chưa sử dụng nha các bạn. Máy in Japan ha, Yamada. Okay. Cái dây này thì của Đức, máy in Germany nè. Cái dây này thì nó xài chung với nhiều cái súng bơm khác. Thì cái này mình lắp lắp lẫn được các bạn nha. Lắp lẫn được. Và lưu ý là cái này nó xài cái mở dạng mở sâu nha các bạn, dạng mở sâu đó, chúng ta mua cái dạng mở sâu nó bán rất là rộng rãi trên thị trường, chúng ta có thể lắp vào được, dặn ren vào đây ha. À, kéo cái xích, kéo cái đây à, cho cái sâu vào đây, cho cái mở sâu vào đây, dặn ren vào đây, mới tinh chưa sử dụng mà. Cái bơm mở của Yamada này giao lưu cho các bạn với giá là 300 ngàn. Size lớn nha mày, cái này là size lớn ha. Nhắc lại là nó dùng cái mở sâu nha, nó dùng cái mở sâu và dây đầu bơm là dạng dây mềm ha. Tại vì nó còn cái dạng đầu cứng nữa ha, dạng đầu cứng, còn cái này là dạng đầu dây mềm. Một cái dụng cụ nhổ đinh mất mũ thương hiệu là Hit của Nhật ha, tình trạng là mới tinh các bạn, chưa sử dụng. Cái này là chất liệu nó là thép hợp kim thấp, alloy steel. Kim thấp, chiều dài khi mà kéo tối đa ra dài được 60 cm và 60 cm. Dụng cụ nhổ đinh mất mũ ha. Cái cây nhổ đinh mất mũ này giao lưu cho bạn với giá là 380 ngàn. Các bạn, cái này khi chúng ta nhổ á, cái thao tác này cũng đơn giản thôi, chức năng cái này như cái búa các bạn, ha. Đóng vào cái nó sẽ kẹp xuống cái phần đinh bị mất mũ mà chúng ta cần nhổ nó lên đó, thì ưu điểm là nó sẽ tạo ra cái vết cấn nó nhỏ thôi, ha. Đóng xuống và dùng cái lực của cái cánh tay phụ này như cái đa dạng đòn bẩy á, chúng ta kẹp, chúng ta nhổ lên. Ha. Rất là đơn giản mà hiệu quả. 380 ngàn cho có dụng cụ nhổ đinh của Hit Japan ha.
một cái khoang tay của Mỹ, thương hiệu là Millerphone. Và tình trạng của cái khoang tay này là mới tinh, chưa sử dụng. Những cái vết rỉ này là do họ bảo quản không tốt nên nó bị bong cái nước xi đi thôi. Và cũng như là cái thời gian, cái tuổi thọ của nó cũng lâu rồi ha. Thuộc dạng cổ điển rồi. Millerphone. Các bạn nhìn vào những cái phần gỗ trên bề mặt ti cũng như là những cái tay nắm này để chúng ta đánh giá được cái độ mới của cái khoang này. Và nó là một cái dạng khoang để chúng ta khoan những cái vị trí gốc các bạn. Có những vị trí, những cái kệ gốc vuông mà chúng ta không thể đưa những cái khoang khác vào để chúng ta thao tác được, thì đây là cái vị cứu cánh mà chúng ta đưa vào chúng ta khoan gốc đây ha. Cái tay xoay nó họ thiết kế đưa xuống dưới như thế này để chúng ta thao tác, chúng ta tì nó vào cái điểm gốc như thế này và chúng ta khoan thôi. Ok à, rất là đơn giản và hiệu quả. Nhắc lại ha, cái khoang này của hãng Millerphone Mỹ, mới tinh chưa sử dụng. Tình trạng đầu kẹp nè, chưa có một cái vết gì luôn. Hàm hoạt động tốt quá nha. Những cái đốm rỉ này thì do họ bảo quản không tốt rồi. Những phần tay này còn rất là đẹp luôn. Cái khoang của Millerphone Mỹ này giao lưu cho bạn với giá là 800.000. Thương hiệu nó đóng ở đây nè. Nhưng cái phần rỉ rỉ này thì mình không thấy rõ được cái. Các bạn có thể xem trên cái hình ảnh tham khảo mình gửi kèm cho các bạn đây ha. Ok, 800.000 cho cái khoang. Khá dài các bạn ha, kích thước nó cũng khá là dài đó. 50 chiều cao, 30 thích hợp cho chúng ta trưng bày, rất là vintage các bạn, rất là vintage. Một cái bộ ven răng và kẹp ống của SMS Major Bang, một cái bộ ven răng ống và kèm cả eto kẹp các bạn. Tình trạng còn khá là mới mà, khá là mới luôn. Đây. Cái tiếp này là như kiểu là mỡ bò. Ở đây chúng ta còn thiếu hai cái chi tiết, thiếu một đến hai cái chi tiết bạn. Đó là cái phần tay công cho cái bộ ven răng này ha. À, nhưng mà cái đấy thì chúng ta bổ sung được, nó không quá quan trọng lắm đâu. Nó chỉ là cái tay công đút vào đây và nó mắc ở vị trí này, nó gác ở vị trí này rồi đút vào đây để chúng ta tăng cái lực ven thôi. Ở đây chúng ta có tổng cộng là năm bộ hàm để chúng ta lắp vào đây ha, lắp vào đây. Đây là cái chìa mở nè các bạn, chìa mở như là siết để chúng ta định vị cái bộ hàm ven răng đó tùy theo cái size mà chúng ta cần sử dụng ha. Và hệ của nó là hệ metric hết nha các bạn, chứ không phải hệ in nha. À, nó có 8, 10, 15, 20, 25. Đó là 5 cái bộ ren của nó. Đây. Mới tinh chưa sử dụng. Đây. Cái bộ ren nó như thế này. À. Là cái bộ này là 8 ly. À, 8 ly. À. SMS mới tinh rồi. May ra bằng ha. Okay. Tám, mười, mười lăm, hai mươi lăm, hai mươi. Và một cái eto kẹp cùng thương hiệu các bạn, một cái eto kẹp ống cùng thương hiệu. À, xinh xắn dễ thương. Ok. Và cái eto kẹp ống này chúng ta có hai cái cùm chữ U để chúng ta bắt cố định ha, khi chúng ta thao tác đó nó có hai cái cùm chữ U như thế này các bạn. À, để các bạn có thể bắt cố định nó để cùm đó, ha. Và cái phần ống chúng ta đưa vào để chúng ta kẹp nó ở cái tư thế góc này. À,
một cái tô kẹp ống thuộc dạng này cũng mini thôi nhưng mà rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Ok, bên cạnh cái việc mà cái phần đây là cái phần giống như cái eto kẹp ống các bạn, eto kẹp này kẹp giữ cái ống, và đây là cái phần mà chúng ta sẽ thao tác chúng ta ven răng ở đây. Bên cạnh đó các bạn còn có một cái cây lấy dấu ở đây nữa các bạn, một cái cây, một cái dụng cụ giống như là vạch dấu đó ha, rất là bén ha, vạch lấy dấu ha. Cái này là cái những cái chốt khóa định vị cho cái những cái bộ hàm khi chúng ta thao tác son ra băng, rất là mới ha. Ồ, rất là mới, xoay nè, giữ ống lại nè. Ba ly là cái lưng ống lớn nhất, nói chung là thích hợp cho chúng ta sử dụng những cái ống nhỏ nhỏ gia đình này kia thì rất là gọn. Cái bộ này khá là gọn các bạn, khá là gọn, một cái bộ ven ống và có kèm cả cái eto kẹp ống, hai trong một. Cái bộ này Zalo cho bạn với giá là 1.200.000 ha, 1.200.000 các bạn. Bạn mua một mà được hai, chúng ta có một cái eto kẹp rất là mới ha, rất là mới. Cái bộ hàm của nó nhìn rất là đã đây các bạn, bộ hàm nó rất là đẹp. Ok, nhắc lại 1.200.000 cho cái bộ combo ven răng và eto kẹp ống của SMS Sơn Gia Băng đó, Sơn Gia Băng, và có cả một cái thùng 1.200.000 ha, mấy cho bằng. Một cây búa đinh của Tax. Thông thường cái thương hiệu này là mình thấy là như kiểu mà Mỹ Trung hợp tác nha. Các bạn có thể tra cứu trên Google, chúng ta sẽ thấy những cái dạng thương hiệu của cái búa Tax này. Thường là cái cán là họ làm chất liệu hickory của Mỹ, nhưng mà cái đầu búa là lại gia công ở China, Trung Quốc. Tuy nhiên trên cái đầu búa này thì mình không có thấy nó ghi thương hiệu hay là xuất xứ gì hết, chỉ thấy cái phần cán là họ ghi Tax for. Và cái phần cầm này nó có một cái phần đệm cao su fix ngón khá là đặc biệt các bạn, thấy không? Nhìn nó cảm giác nó xù xì để chống trượt, mà giúp cái việc mà chúng ta cầm thao tác nó rất là chắc tay ha, cảm giác rất là chắc tay. Và phần đầu búa này còn khá là đẹp nha các bạn, phần đầu búa này còn khá là đẹp luôn. Một cái dạng búa đinh với kiểu dáng đặc trưng, dáng đặc trưng. Ok, cái búa Tax, búa đinh của Tax này Zalo cho bạn với giá là 180.000, 180.000, khá là chất lượng rồi. Cái phần cao su cầm này khá là hay ha, chống trượt. 180.000 cho cái búa Tax Ford. Một cái viên đá mài lưỡi bào với kích 130, 40 và độ dày nó là 25 ly các bạn. Tình trạng là nó có mẻ dăm dăm ở phần cạnh thôi, tuy nhiên hai cái phần mặt chính này nó còn tương đối phẳng nha. Cái cục đá này mình đánh giá là nó còn mới đó, nhưng mà do nó không có cái hộp bảo quản đó, hộp quăng vật đó, nên nó mẻ dăm 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 những cái phần rìa cạnh này thôi. Còn những cái phần mặt mài này gần như là nó còn phẳng hết các bạn nha, phẳng ha. Thấy không? Các bạn thấy nó phẳng không? Gần như là chưa có cái vết mài bị lõm qua. Ok, cái viên đá mài lưỡi bào này Zalo cho bạn với giá là 200.000, 200.000 cho cái viên đá mài lưỡi bào. Cái này chúng ta về chúng ta dùng để mài dao, mài cái nước cuối cùng đó các bạn. Sau khi mình mài những cái đá thô và đá mịn dần dần, và cái nước cuối cùng là chúng ta dùng cái đá bùn này để chúng ta mài. Và lưu ý khi chúng ta mài cái nước cuối này, chúng ta nên cho viên đá nó ngậm no nước, ngâm nó vào nước cho nó ngậm no nước đi, thì cái việc liếc sau cùng là chúng ta giúp cho cái lưỡi dao nó sẽ bớt đi cái việc mà nó nhám cái lưỡi đó, nó sẽ mượt hơn và vết cắt của mình nó ngọt hơn.
Đó là cái kinh nghiệm của mình khi mà mài dao ở nhà, chia sẻ cho các bạn như vậy. Bạn nào có cái cách mài hay hơn, bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người bằng cách để lại bình luận bên dưới. Ok, 200 ngàn cho cái viên đá mài bùn này. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến một vài cái dụng cụ sử dụng điện nha các bạn. Khởi đầu với chương mục đầu điện hôm nay, chúng ta có một cái mỏ hàng của Hakko. Cái tên nó là Red, tại vì cái cán nó màu đỏ. Điện di 100V và công suất là 60W nha các bạn. Điện di 100V và công suất 60W. Đã test nhiệt ok hết nha các bạn. Nha, đã test nhiệt ok. Dây nguồn zin. Giắc cắm zin ha. Hakko, một cái thương hiệu khá mạnh chuyên về những cái mỏ hàng khỏi nhiệt, vân vân. 150.000 cho cái mỏ hàng 100V 60W của Hakko. 150.000 rồi. Lưu ý là điện di 100V nha các bạn ha. Khuyến cáo là không cắm nhầm điện nha. 150.000 cho cái mỏ hàng của Hakko 100V 60W. Một cái sản phẩm thứ hai, chúng ta có một cái đèn đội đầu khá là cổ điển và cũng khá là mới ha. Polite. Một cái đèn đội đầu và chúng ta điều chỉnh cái đèn được như kiểu mấy đèn đi sơ ớt hồi xưa vậy các bạn. Và cái này nó dùng hai cái cục pin tiểu phía sau này. Cái pin này là mình lấy ở trong máy chơi game của cua mình test cho các bạn ha. Gia băng nè. Ok. Rất là mới các bạn. Dây thun nó còn dày, chưa có bị giãn ha. Và cái công tắc của nó cũng rất là phức tạp cầu kỳ rồi, phức tạp cầu kỳ. Vải ha. Vải cả cổ điển. Ok. Cái đèn đội đầu của Nhật này giao lưu cho bạn với giá là 100.000. Không bao gồm hai cục pin nha. Pin này mình bỏ vào mình test cho các bạn thôi. Ok. Tháo pin ra cũng là một cái cách tắt công tắc đó các bạn. Ok. Rồi. Rất là mới luôn. Rất là mới luôn. Đôi lúc trong công việc chúng ta cần những cái đèn đỏ đầu như thế này để chúng ta rảnh tay, chúng ta thao tác sửa chữa hay gì đó ha. Thì khi mình đổ nó lên như thế này. Ok. Thì chúng ta sửa chữa, chúng ta sẽ rảnh tay, chúng ta cần thao tác ở đâu thì chúng ta sẽ, cái góc nhìn của mình ở đâu thì cái đèn nó soi vô đó ha. Cũng rất là thuận tiện ha, rất là thuận tiện. Và phải nói là cũng khá là cần thiết trong nhiều trường hợp, nhiều cái tình huống mà chúng ta cần cái đèn ở đầu cái này để chúng ta rảnh hai tay và thao tác. 100.000 cho cái đèn này nha các bạn. Một cái món tiếp theo, chúng ta có một cái con cốc đạp. Cốc đạp điện của Nhật ha, máy da băng luôn các bạn. Máy da băng ha. Phía trước này còn có ghi công suất nè, 10A nè. Ha, 250V 10A. Giắc cắm dây ra về chúng ta đấu thôi. Khá đơn giản, nó như cái công tắc điện này chứ không gì hết rồi. Ok. Sơn zin màu xám xám ha, ghi ghi gì đó. 350.000 cho con cốc đạp điện 250V 10A. 250V 10A. Foot switch cốc đạp. Một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cây đèn này khá là thú vị. Là cái cây đèn này cũng khá là nhiều khách hàng ngỏ ý hỏi mua MinterQuy. Trước đây mình hay dùng nó để test cho những cái máy sạc bình, vì nó là cái đèn sử dụng trên xe ô tô với cái đuôi tẩu cắm thuốc đó các bạn ha. Tẩu mồi thuốc trên ô tô đó, đuôi cắm tẩu đó, kêu đuôi cắm tẩu. Và nó có hai cái màu, một cái màu đỏ để cảnh báo vào cái màu vàng, ánh sáng trắng, ánh sáng vàng đó, để chúng ta soi, chúng ta sửa chữa một số chi tiết nào đó. Khi chúng ta muốn cảnh báo nguy hiểm thì chúng ta hãy đặt quay cái ánh sáng đỏ về phía sau, để cho những cái xe phía sau người ta phát hiện được, hoặc là phía trước này thì chúng ta sẽ soi, chúng ta sửa chữa. Đó là 2 trong 1, một cái đèn rất là xinh xắn dễ thương ha, may da bằng các bạn, may da bằng ha. Và cái đèn này mình đã test rất là nhiều lần rồi. Ok, điện 12V nha. Điện 12V chứ không phải là điện 100V đâu các bạn. Lưu ý đây là cái đường cậu tóc tẩu cắm của nó đây. Ok,
Cái đèn này cũng giao lưu cho bạn với giá là 100k. Ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng. Xinh xắn, dễ thương không? Cái dây của nó cũng khá dài các bạn ha. Khá dài. Ok. Một cái đèn tiếp theo, chúng ta có một cái đèn đến từ thương hiệu Iwasaki. Iwasaki các bạn. Iwasaki máy giờ băng ha. Và cái đèn này nó đang sử dụng cái bóng lớn nha các bạn. Bóng lớn đuôi to. Mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái adapter chuyển đổi để chúng ta sử dụng cho những cái bóng thông thường. Bóng này nó đang sử dụng điện 100V ha. Cái chân kẹp của nó đây à, có một cái đoạn nối dây. Có thể là cái này zin của nó dây điện nguồn nó ngắn, nên bên kia họ nối cho cái đoạn dây dài khoảng 6 mét nữa. Dây của Hataya, dây zin của Hataya ha. Đuôi đèn bằng nhôm. Và cái bát kẹp này cũng bằng nhôm. Kẹp cũng bằng nhôm. Khá đẹp nha các bạn. Cái đèn này giao lưu cho bạn với giá là 350.000. Ha. Điện dây 100V nha các bạn. Công suất cái bóng này nó đang khá là to các bạn. Cỡ 200 đến 300W. 300W. Nó ghi đây là 300W rồi. Rất là nóng nếu chúng ta mở lâu, cường độ nhiều và tốn điện ha. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với chuyên mục số 2, số 3. À, một vài cái dụng cụ sử dụng khí nén các bạn. Đầu với cái chuyên mục đồ hơi hôm nay, chúng ta có cái cuộn dây này. Nó cũng có thể nói là liên quan tới cái đồ hơi. Cái dây này của hãng Beston và nó chịu áp lên tới 20 kg. Cái lỗ trong của nó khoảng tầm 6 ly, 6 ly 3 thôi các bạn. Lỗ trong nó khoảng 6 ly 3. Lưng ngoài của nó là được 12 ly rưỡi. Lỗ trong 6 ly 3, lưng ngoài 12 ly rưỡi. Và cái dây của Beston này chuyên dụng cho những cái đồng hồ sử dụng cho những cái bình khí nén như là CO2, argon, vân vân. Với những cái đuôi ren 13 thông dụng các bạn. Tình trạng dây còn khá là đẹp ha. Khá đẹp. Cái cuộn dây của Beston này giao lưu cho các bạn với giá là 300.000. 300.000 nha. Tháo từ cái dây dẫn khí của cái những cái đồng hồ khí argon, CO2 dành cho những cái máy hàng của mình đó các bạn. Đây, mình lấy ví dụ cho các bạn ha. Thì cái chân của những cái máy kia là nó cái chân 13. Những 13, những cái bộ phận mà điều áp đó thì chân ren nó chân 13. Thì chúng ta chỉ việc vặn nó vào như thế này thôi. Một cái phần đầu để nó kết nối với lại cái máy bên kia. Ok. Cũng khá là dài đấy các bạn ha. Và tình trạng dây nó cũng còn rất là sáng đẹp, mềm. Ok. Thì đối với cái dây dẫn khí hàng thì nó cần cái độ chắc chắn giống như kiểu mình dây dẫn ga của mình vậy đó ha. Đảm bảo độ dày nó khá là dày đó ha. Dây của Beston Nhật 300.000 cho cái cuộn dây này nha các bạn. Một cái sản phẩm tiếp theo, chúng ta có một cái cây bu lông đầu 3/8 của Uri. Chỉnh áp, có chỉnh áp ha, đảo chiều. Chỉnh áp thay cho cái phần chỉnh số đó các bạn. Cây này thì nó dùng hai búa đứng nên cái lực nó cũng khá là mạnh ha. Đầu 3/8 đây là 9 ly 6. Cái size này thông dụng cho những cái đầu tiếp mà chúng ta đi mua ở đâu cũng được. Đây là cái đầu tiếp 3/8 nè, 9 ly 6 nè. Cái này chuyên mở buji, size 16 chuyên mở buji. Uri, máy da băng ha. Cái mã nó đây, UW6SH. Cây này giao lưu cho bạn với giá là 600.000. Khá đẹp các bạn. Sơn zin ha, khá đẹp. 600k. Rất là bạo lực. Nhỏ gọn kiểu dáng cổ điển thôi, nhưng mà hai búa đứng nó cho cái lực bắn cũng khá tốt ha. Khá tốt. Okay.
một cái cây mài nhám mini của Nitto. À, cái kiểu dáng này của Nitto các bạn, Nitto Konki đó. Một cái điểm đặc biệt là nó chạy được hai chiều nha các bạn, nó chạy được hai chiều. Và nó có một cái dây nối dài cũng như là cái phần ống giảm thanh để chúng ta sử dụng trong những cái môi trường nhà máy này kia ha. Và cái cò của nó các bạn thấy người ta để cái hình nè, đẩy lên là on, đẩy xuống là off. Và khi chúng ta đẩy lên thì nó sẽ có bắt buộc nó sẽ có khí nó thoát ra các đường phần vô này. À, và các bạn điều chỉnh chạy theo hướng bên trái hoặc là bên phải tùy. Và khi chúng ta muốn khóa hơi thì chúng ta kéo nó xuống đây là chúng ta off khóa hơi. Băng nhám, mở cái này ra, xoay cái này ra để chúng ta lắp cái băng nhám ha, lắp cái băng nhám. Ok, cho cái băng nhám vào. Size cái băng nhám này là size nhỏ nha các bạn, những cái sợi băng nhám mini đó, nhỏ nhỏ đó, khoảng chừng 6 ly thôi, cái bề bản nó rất là nhỏ thôi, khoảng 6 ly thôi, bề ngang cái viên nhám nó khoảng 6 ly thôi. Hiện tại đây thì để mình sẽ mình còn cái mẫu băng nhám đó không. Ok, thì cái băng nhám á, mình mua trên thị trường á, cái loại nhám này thì họ có bán cũng khá là thông dụng các bạn. Cái bản nó sẽ nhỏ hơn cái này một chút xíu, cái này mình lấy ví dụ cho các bạn hình dung thôi ha. Cái băng nhám nó sẽ nhỏ hơn cái này một chút xíu nữa. Và chúng ta lắp vào, cái này nó tăng chỉnh tự động mà, nó ép xuống là nó sẽ tự động nó thu cái rulo lại để chúng ta thay nhám thôi. Và khi bu ra tự động nó lò xo nó sẽ đẩy cái rulo lên để nó tăng cái nhám để chúng ta sử dụng, đơn giản vậy thôi. Ok. Lắp cái nắp cặp te bảo vệ vào. Nó sẽ đẩy cái tăng hết cỡ cái rulo ra. Ok. Cái nhám mini của Nitto này. Cái mài nhám mini của Nitto này Zalo cho các bạn với giá là 600.000. Lưu ý là áp từ 6 kg trở lên là chúng ta sử dụng được nha các bạn ha. Không có rò hơi ha. Khi chúng ta đẩy lên nó bắt đầu mở hơi thì bắt đầu nó sẽ có khí nó đẩy ra ngoài. Và chúng ta chạy. Để mình mở cái nắp này ra để các bạn thấy cái rulo nó xoay được ha. Khóa hơi. Ok. Hai chiều trái phải. $600k cho cái mài nhám băng mini của Nitto. Cái này chúng ta xử lý mài nhám trong một số cái chi tiết nhỏ các bạn. Mài khuôn, mài phôi xử lý thì phải nói là khá là hữu dụng ha, và rất là lợi hại nha. Ưu điểm của nó là chúng ta sẽ chạy được hai chiều, mài tới mài lui gì chơi được hết ha, mài được mặt trên mặt dưới ha. Ok, một cái cây cắt rung của Mỹ, thương hiệu là Dotco. Dotco, chiều dài của cái cây mài cắt rung này nó được gần 30 cm các bạn. Thương hiệu Dotco ha. Ở đây họ trồng một cái phần bảo vệ các bạn, nên chúng ta không nhìn thấy rõ được cái dòng chữ này của nó ha. Này, một cái ống nhựa họ trồng bảo vệ phần ốp tay cầm đó. Trên đây nó còn cái nước sơn. Cái cây này khá là mới các bạn. Cái nước sơn nó màu ngà ngà như kiểu xà cừ á ha. Thương hiệu Dotco đây. Cò bóp ha. Lưu ý là cắt rung thì nó chỉ xoay qua xoay lại thôi nha các bạn. Những cái lưỡi cắt rung như các bạn biết rồi đó. Chúng ta thao tác cắt trong một số cái trường hợp như kiểu cái cưa vậy đó, nó chỉ lắc qua lắc lại thôi. Nhưng mà cái cường độ, biên độ lắc của nó rất là nhanh. Chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường, chúng ta nhìn như gần như là nó không có đứng yên, nó không có hoạt động gì luôn. Thì cái biên độ nó lắc rất là nhanh. Ok. Tốc dòng tua của nó là 14.000 vòng một phút nha các bạn. 14.000 vòng một phút. Dotco Made in USA. Và cái cây này áp cũng khoảng từ 6 kg trở lên là chúng ta sử dụng được ha. Tình trạng nó còn khá là mới luôn, khá là mới luôn. Một cái thương hiệu mạnh của Mỹ về dòng đồ hơi. Cái cắt rung của Mỹ này Zalo cho bạn với giá là 800.000.
rất là nhanh nha bạn, 14.000 vòng mà nó lắc qua lắc lại thôi, rất là nhanh ha. Rất là lợi hại ha. Và còn khá là đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Một cây đánh rỉ của Nitto Konki với cái chỏ nhuyễn các bạn, chỏ nhuyễn. Ưu thế của nó là chúng ta sẽ đánh được những cái vị trí mà hẹp hẹp nhỏ nhỏ ha, và tình trạng chỏ nó còn khá đẹp nha. Nitto Konki Justicel. Như các bạn thấy thì cái cây đánh rỉ này nó hơi khác cái cây đục một chút xíu, là cái hệ thống phần bầu hơi này nó không cần làm quá dài để cầm cái lực lớn như những cái đục hơi, nên nó họ thiết kế nó ngắn lại hơn một chút ha. Ok, nhưng mà không phải vì thế mà quy lực của những cái đánh rỉ này nó không mạnh đâu nha các bạn. Cái cây đánh rỉ của Nitto Konki này giao lưu cho các bạn với giá là 800.000. Chỗ nhuyễn nha. Rất là ngon các bạn. Rất là ngon. Những cái chổi này là nó bằng sợi thép hết nha các bạn. Sợi thép 800.000. Ok. Một cái mài nhám của Kuken. Một cái mài nhám của Kuken. Chỉnh áp 3 số. Cò on off ở đây nha. Đây, thương hiệu Kuken. Okay. Mặt nhám gai, chúng ta có thể dán những cái miếng dán vào để chúng ta mài. Nó có một cái gối chào lệch tâm ở đây các bạn, một cái gối chào lệch tâm ha, tức là nó vừa xoay mà nó vừa có cái độ rung, nó vừa xoay mà nó vừa có độ rung rung rung, giúp cho cái việc mài nó hiệu quả hơn. Chỉnh áp 3 số ha, chỉnh áp 3 số, on, mặt số này là on, đây là off. Ok, cái mài nhám của Kuken này giao lưu cho bạn với giá là 650.000. Rất là quy lực các bạn. Số 3 là số mạnh nhất ha. Và như các bạn thấy ha, cái quy lực của nó, tốc độ nó rất là kinh. Cái cây tình trạng là chưa có qua sửa chữa gì hết nha các bạn ha. Còn nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết. 650.000 cho cái cây mài nhám rung. Nhám rung thương hiệu Kuken. Đấy. Một cây mài khuôn thương hiệu là Fuji. Fuji tốc độ nó là 30.000 vòng một phút, các bạn thấy nó rất là nhanh nha. Ba chục ngàn vòng một phút, thương hiệu Fuji, may ra băng các bạn, may ra băng ha. Và cái đầu nó dùng cái đầu sử dụng cho cái mũi 3 ly thôi nha các bạn. Khi nó chạy cái tốc độ lên tới 30.000 vòng một phút như thế thì cái mũi này nó sẽ nhỏ thôi, nó dùng cho cái mũi nhỏ thôi. Còn những cái mũi mà 6 ly thì thường là dòng tua nó khoảng 25, 24 ha, thậm chí là có cái là 20, 20.000 vòng một phút nữa bạn, tùy hãng sản xuất. Cái cây mài khuôn mũi Colette 3 ly của Fuji này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000. 450.000 cho cái cây mài khuôn của Fuji, tua là 30.000 vòng một phút nha các bạn. Rất là nhanh, nhỏ gọn. Ok, một cái cây bu lông gốc hẹp của hãng IR của Mỹ, nhưng mà cây này sản xuất tại Nhật nha các bạn ha. Có chỉnh áp zin đi kèm ha, IR của Mỹ, sản xuất tại Nhật. Tình trạng khá đẹp các bạn, khá đẹp ha. Và cái đầu này vẫn là cái đầu 3/8, con này dùng nhông ha, đảo chiều ở đây, đảo chiều khá đẹp ha. Ok, cái cây bu lông gốc hẹp của IR này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. Chúng ta thao tác nó như một cái cần lực tự động 2 chiều các bạn ha.
các bạn siết mở. Và cái việc cấp hơi này như là cái việc trợ lực giúp cho cái việc chúng ta mở thao tác nó nhanh hơn thôi, chứ nó không dùng búa để gặt ra được như những cái súng búa lông sử dụng búa bình thường. Nó là cái dùng dạng dùng nhông và mở trợ lực. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề ha. Cũng khá là mạnh đó, ha. Ok. Không giữ nổi tiếp nữa các bạn. Ok. Hai chiều. Hoạt động tốt. IR của Mỹ có chỉnh áp zin đi kèm ha. Cái này chúng ta thao tác mở trong một số cái vị trí góc hẹp, góc sâu rất là ngon ha. Đầu 3/8 9.6 rồi. Ok. 500.000 cho cây mở góc hẹp của IR Mỹ sản xuất tại Nhật. Một cái bộ chia hơi vào 1 ra 3, nhưng mà ở đây họ chỉ gắn có hai cái đầu cái thôi, vẫn còn chừa một cái đầu để chúng ta có thể lắp thêm nữa ha. Cái bộ này của hãng Sun, hãng Sun Nhật ha, trademark Japan. Tình trạng khá là ok rồi, khá là đẹp ha. Đu thông dụng ha. Đấy. Vào 1 ra 3. Nhưng mà hiện tại đây họ chỉ gắn có hai thôi. Cái bộ chia này Zalo các bạn với giá là 300.000 ha. 300.000. Cái phần thân này nó bằng nhôm nha các bạn. Thân này nó bằng nhôm ha. Ok. Ngon lành ha. Ok. 300.000 cho cái bộ chia vào 1 ra 2. Một cây xịt hơi đến từ thương hiệu của cái cây bơm lốp này các bạn. Made in West Germany, tức là Tây Đức luôn. Riefen Fuller. Logo nó đây các bạn. Riefen Fuller Made in West Germany ha. Vỏ nhựa, vòi dài và có những cái rãnh giúp nó tạo cái khí động học, nó rút gió các bạn, rút gió. Nó tạo cái áp lực nó mạnh, xịt nó mạnh hơn ha. Ok. Cái cây xịt hơi của Đức này Zalo cho bạn với giá là 200.000. 200.000 nha các bạn. 200.000 cho cái xịt hơi của Đức. Và giá vẫn không thay đổi, 600.000 cho cái cây bơm áp suất lớp, bơm và đo áp suất lớp của Đức ha. Đo áp tối đa được 10 kg nha các bạn, và tình trạng rất là mới ha, rất là mới. Ok. Một cây bu lông đầu 1/2 inch, tức là 12.7 đến từ thương hiệu Power Magnum. Power Magnum PM Main Japan các bạn. Main Japan. Con này là chỉnh áp 4 số đảo chiều ở đây ha. Và chỉnh áp độc lập cho chiều ra và chiều vào các bạn. Chỉnh áp độc lập ha. Ok. Ví dụ như siết vào thì chúng ta cần cái lực nó vừa phải nhỏ thôi thì chúng ta sẽ điều chỉnh trên đây. Còn khi mà mở ra thì chúng ta cần nó dùng hết lực để nó mở ra. Thì chúng ta sẽ chỉnh độc lập trên này, đảo chiều ở dưới đây. Thương hiệu Power Magnum này cũng khá là nổi tiếng của Nhật. Và tuy nhiên những cái linh kiện bên trong của những cây này giống cũng như là KTC, một vài cái thương hiệu khác của Nhật đều được gia công bởi hãng IR ha. Một cái thương hiệu rất là mạnh của Mỹ. Power Magnum viết tắt là PM, đầu 1/2, hai búa ngang sát nhỏ. Cây này thuận tiện cho chúng ta thao tác bắn gầm, bắn những cái góc nhỏ nhỏ hẹp hẹp ha. Cây này Zalo cho bạn với giá là 1.200.000. 1.200.000. Rất là uy lực nha các bạn. Rất là uy lực. Đầu 1/2 sát nhỏ. Lực bắn tối đa của nó cỡ bu lông 19 các bạn. Rất là đã. Tiếng qué nghe cũng rất là sướng tai ha. Made in Japan này. Ok.
Một cái sản phẩm tiếp theo chúng ta có cây rút ri V đến từ thương hiệu Taiyo, Taiyo Seiko Company Limited. Tem nhôm ha, vỏ nhôm, tem nhôm, sơn tĩnh điện, phần vỏ phần đầu này bằng nhôm, và cái ống chụp cho cái hệ thống rút thì nó là sắt mạ chrome mày ra bằng các bạn. Ok, tình trạng nguyên zin, chưa có qua sửa chữa gì hết, và lực rút cũng khá là mạnh nha, khá là mạnh ha. Lực rút khá là mạnh. Cái đầu trên đây hiện tại là nó đang gắn cái size 4 ly mấy 4 ly 8, mà cái lỗ này nó đang sử dụng cái đầu rút 4 ly 8. Hiện tại thì mình không có cái DV lớn để mà mình test đúng size của nó, có thể là cái việc rút nó sẽ không hiệu quả các bạn. Nếu mà mình dùng cái DV đúng size thì cái rút nó sẽ tối ưu hơn, tức là nó sẽ có thể nó rút một lần là đứt luôn. Còn mình đưa cái size nhỏ hơn thì nó kẹp không hết được, thì có thể là nó rút 2 hoặc 3 lần, hoặc thậm chí là có thể là nó sẽ không rút được luôn ha. Nhưng mà mình sẽ cứ test cho các bạn thôi. Ok, cái này giao lưu cho bạn với giá là 1 triệu ha, 1 triệu cho cây rút rivê của Taiyo máy in Japan các bạn. Cái đuôi chuột của nó cũng rất là đặc biệt nha bạn, đuôi chuột nó chất liệu bằng thép đen luôn ha. Bê tông rất lúc rất là lực. Nó đang sử dụng cái đầu ở đây 4 ly 8 là gần như là gần 5 ly luôn rồi, ha. Ồ, nó vẫn rút được các bạn. À, đứt rồi đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng cái cây DV đúng size của nó, tức là các bạn có thể dùng size 4 ly rưỡi 5 ly gì đấy, thì cái việc rút nó sẽ tối ưu hơn, có thể là một phát một là rất luôn. Ok. Và đây cũng là cái sản phẩm sau cùng của video clip Zalo hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình TV Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó coi dép kìa. Đi à, chiếc này chiếc kia nữa. Thợ đó, nó vậy á. Đi ha. Trời, một cây búa gò rất là yêu thích. Gõ gì nó ghiền lắm nha mấy bạn. Gõ gõ bon 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 thì nó ghiền lắm. Nhất là mấy anh mà đánh đổi thời gian á ha. Ngồi mà bon 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 rồi. Đã lắm. Cái bệnh màu vàng này á.